Sau cơn bão số 4, người dân tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã phát hiện hàng nghìn tấn ngao trên bờ biển. Theo đó, khu vực phát hiện nhiều ngao nhất là khu vực Cồn Lu thuộc ba xã Giao Long, Giao Xuân và Giao Hải. Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ngao giạt phủ kín bờ biển kéo dài nhiều km. Cơ quan chức năng huyện Giao Thủy ước tính số ngao giấy giạt vào bờ biển khoảng 500 đến 1.000 tấn. Trước đó ngày 29 tháng 9, người dân tại vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định phát hiện số lượng lớn ngao giấy giạt vào bờ biển. Người dân địa phương sau đó đã đổ xô đi vớt ngao. Số lượng ngao tiêu thụ được đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 40 đến 50 tấn. Theo ông Trần Quang Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Giao Thủy, ngao giấy bắt đầu giạt vào bờ từ rạng sáng cùng ngày. Trong số đó có 10 đến 15% là ngao sống khỏe, số còn lại là ngao chết hoặc đã yếu. Số ngao này được xác định là sống tự nhiên, không phải ngao nuôi. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường để lấy mẫu giám định, xác định nguyên nhân sự việc. Ông Hưng cho biết thêm, do thời tiết mưa nhiều dẫn đến nước ngọt đổ về, làm giảm nồng độ mặn của vùng nước ven biển đột ngột. Khi đó ngao sẽ ngoi lên, gặp sóng sẽ giạt vào bờ.